Còn nãy tơ lứa đầu của mình bây giờ là nó cào ẹ rồi nha mọi người. Không biết là kỳ này đẻ được nhiều con nữa. Mẹ rất đẹp, chân cao móm dài, lông lá đẹp, phối với lại bố Thái Lan. Bố là đực Thái Lan, lông lá đẹp lắm. Mà không biết lứa đầu sẽ được nhiều con hơn mọi người ơi. Không biết mọi người nuôi heo sao chứ mình á, heo này thì mình sẽ bỏ nước đầu. Nếu mà heo tơ á, heo tơ mình sẽ bỏ nước đầu, mình sẽ lấy nước hai. Như vậy thì con nái của mình nó sẽ to khỏe hơn. To khỏe hơn thì nó đẻ nó tốt hơn, con sai hơn. Rồi ok mọi người, tối nay có kết quả mình sẽ quay cho mọi người xem nhé. Kết quả là được 5 em nha mọi người. Mới đẻ xong còn chút xíu à. Được 5 em mà không biết mấy cái mới được nữa.